Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và tất cả anh chị em, con xin được chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay thứ ba sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Trước tiên chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ hai. Đức Giêsu khi nghe những người Pha-ri-siêu xin một dấu lạ thì Đức Giêsu có lẽ là Ngài không hài lòng và nói rằng thế hệ gian tà và ngoại tình này sẽ không có dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na trong bụng kỉnh ngư ba đêm ngày. Và sau đó kêu gọi dân Ninive thống hối. Đức Giêsu ám chỉ đến cuộc khổ nạn mà Đức Giêsu sẽ phải chịu. Sẽ không có dấu lạ nào ngoài dấu lạ vâng lời Chúa, chịu đau khổ với Chúa, cùng chết với Đức Giêsu và cùng sống lại với Người. Xin cho tất cả chúng ta ghi nhớ điều này. Trong tất cả mọi cái ước nguyện thì chúng ta xin cho chúng ta biết vâng lời Chúa, sẵn sàng chịu đau khổ với Chúa để cùng được sống lại. Phép lạ sống lại với Đức Kitô là phép lạ của tất cả mọi phép lạ. Rồi đi vào lời Chúa ngày hôm nay, khi Đức Giêsu đang rao giảng thì có người đến nói với Đức Giêsu rằng là có mẹ và anh em thầy muốn gặp thầy kìa. Và Đức Giêsu nói: Ai là mẹ tôi? Thoạt mới nghe thì chúng ta cảm thấy rằng Đức Giêsu nói cái câu này chắc là Đức Mẹ nghe, Đức Mẹ có buồn không? Đức Giêsu làm như là không biết. Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Phàm những ai nghe và thi hành lời Chúa, người ấy là mẹ, là anh chị em tôi. Thế thì con xin được chia sẻ ba ý. Thứ nhất, Đức Giêsu rất yêu Đức Mẹ. Điều này là đương nhiên rồi. Đức Giêsu đi rao giảng, Đức Mẹ cũng đi theo. Đức Giêsu đóng đinh trên thập giá, Đức Mẹ cũng đứng dưới chân thập giá. Đức Mẹ yêu Chúa Giêsu và Đức Giêsu rất yêu mến Mẹ. Đức Giêsu còn trăn trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan để tiếp tục chăm lo cho Đức Mẹ. Thế thì khi người ta nói rằng là có mẹ và anh em thầy muốn gặp thầy, Đức Giêsu nói: Ai là mẹ tôi? Thứ nhất, Đức Giêsu muốn giới thiệu cho tất cả mọi người biết rằng đây là mẹ của tôi và mẹ của tôi là người luôn luôn lắng nghe và thi hành lời Thiên Chúa. Có thể nói rằng Đức Mẹ từ lúc cất tiếng xin vâng, mẹ mới có thể trở thành mẹ của ngôi hài Thiên Chúa. Khi sứ thần báo tin, Đức Mẹ đã cất tiếng xin vâng. Chính bởi mẹ Maria vâng lời Chúa mà mẹ đã trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Đúng như là câu Chúa Giêsu nói đó: Ai nghe và thi hành lời Chúa là mẹ, là anh chị em tôi. Đức Giêsu muốn giới thiệu cho tất cả mọi người chúng ta về một mẫu gương vâng nghe lời Thiên Chúa là Đức Maria. Và Đức Maria vâng nghe lời Thiên Chúa đã trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Đây là điều rất là tuyệt vời. Mẹ Maria Kinh Thánh thuật lại luôn luôn là lắng nghe, ghi nhớ, suy đi gẫm lại và thực thi trong lòng. Đây, mẹ Maria là mẫu gương xin vâng cho tất cả chúng ta. Rồi ý thứ hai, qua câu nói ai nghe và thi hành lời Thiên Chúa là mẹ và anh chị em là nghĩa thiết với tôi, thì cơ ý thứ hai con muốn chia sẻ: chúng ta có là những người đang lắng nghe và thi hành lời Chúa không? Chúng ta có phải là những người đang lắng nghe và thi hành lời Chúa không? Nếu chúng ta không nhớ câu lời Chúa nào cả, hoặc là ít nhớ lời Chúa, nếu chúng ta ít suy đi gẫm lại lời Chúa, nếu lời Chúa không thật sự dằn vặt trong tâm can chúng ta, mà nếu chúng ta thi hành lời Chúa thì chúng ta biết chứ. Ví dụ như chúng ta đang giận ai đó thì chúng ta nhớ đến câu lời Chúa rằng là nếu có bất bình với ai đó thì phải làm hòa trước khi dâng thánh lễ, phải làm hòa trước khi dâng thánh lễ để của lễ lại làm hòa, chúng ta đi làm hòa. Thì đấy là chúng ta vâng lời Chúa. Sáng hôm nay thì có một cái cô bé này thì thật sự là chính con cũng chỉ biết cầu nguyện thôi. Cô ấy là sanh 5 đứa con rồi và cả 5 đứa đều là sinh mổ hết. Bây giờ lại có thai thêm đứa thứ 6 nữa. Và bác sĩ yêu cầu là phải bỏ cái thai này, bỏ cái thai này, không thể giữ được. Vì người mẹ không thể cung mang được khi mà cái vết mổ liên tục là như vậy. Thì cô ta khóc rất là nhiều và cô ta nói: Cha ơi, con có bỏ em bé này không? Thế thì kính thưa cộng đoàn, thì chúng ta có biết rồi, chúng ta cũng chẳng có cái quyền gì để bỏ em bé cả. Nhưng trong hoàn cảnh hết sức là nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ như thế này thì đấy, chúng ta sẽ thấy rất là khó khăn. Thì còn nói với là cô bé rằng là chúng ta không thể phá thai, không, Chúa không muốn chúng ta làm cái điều đó. Nhưng mà lúc này đó, để mà hành động theo thánh ý vâng lời Thiên Chúa thì đây là điều hết sức khó khăn
cho con, cũng như là áp lực của chồng và những người gia đình của con. Vì thế cha chỉ biết cầu nguyện thôi, thì lạy Chúa, xin Chúa ra tay thôi. Chúng ta biết đường lối của Thiên Chúa, nhưng thực thi đường lối ấy thì không dễ chút nào cả. Phải có ơn Chúa giúp, phải có sức mạnh và sự can đảm Chúa ban cho. Thế thì ý thứ hai, chúng ta có phải là những người đang thực thi lời Chúa không? Chúng ta có ghi nhớ lời Chúa không? Chúng ta có thực thi lời Chúa không? Chúng ta có can đảm vác thánh giá mình mà đi theo Chúa không? Đấy là ý thứ hai. Rồi ý thứ ba, khi chúng ta cùng nhau lắng nghe và thực thi lời Chúa, chúng ta sẽ làm nên một gia đình của Chúa. Còn nhớ, còn rất là ấn tượng cái hình ảnh trên thập giá, Đức Giêsu đóng đinh trên thập giá. Dưới chân thập giá có Đức Mẹ, có Thánh Gioan, có bà Maria Cleopas và một bà Maria nữa. Bốn người này là những người đi theo Chúa, vâng lời Chúa, thực thi lời Chúa. Và họ thật sự là gia đình của Chúa, là mẹ, là anh chị em với Chúa, là nghĩa thiết với Chúa. Xin cho chúng ta lắng nghe lời Chúa, thực thi lời Chúa, để chúng ta được nên nghĩa thiết với Chúa ngay khi Chúa đóng đinh trên thập giá, để cùng chết và cùng được sống lại với Người.